Đợi chờ nhiều để rồi thất vọng nhiều. Đó chính xác là những gì mà fan của dòng phim Kamen Rider Oz nhận được khi dành sự kỳ vọng cho tập phim kỷ niệm 10 năm của loạt phim này. Khởi đầu với những thông tin đầy hứa hẹn và một trailer đủ sức hấp dẫn để mong chờ. Xong, phần phim kỷ niệm này đã đạp đổ mọi sự kỳ vọng của fan. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình mổ xẻ, đánh giá, phê bình phần phim Kamen Rider Oz Jushunen Fukatsu no Koametaru hay Kamen Rider Oz 10 Koametal tái sinh nhé. Đầu tiên vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh tập phim này. Kamen Rider Oz Jushunen là V-Shinex kỷ niệm 10 năm phát sóng loạt phim Kamen Rider Oz, xong lại được ra mắt sau TV series 12 năm. Phim chiếu ngoài rạp vào ngày 12 tháng 3 năm 2022 và phát hành Blu-ray DVD vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Phim được biên kịch bởi Nobuhiro Mori, đạo diễn bởi Ryuta Tasaki. Trước khi tìm hiểu cốt truyện của phim, ta sơ lược một chút về trình tự theo dõi phim nhé. Phim có 3 Net Movie dẫn dắt chiếu trên TTFC là Kamen Rider Oz Net Movie Koametal tái sinh tự chương, Kamen Rider Oz Net Movie Birth X Birth tự chương và Oz Jushunen Kamen Rider Birth sự khai sinh của Birth X. Song theo đánh giá của mình, 3 tập phim này không ảnh hưởng gì nhiều tới những thông tin mà bạn cần biết khi tiếp cận bộ phim Oz Jushunen Koametal tái sinh. Bạn chỉ cần theo dõi đầy đủ TV series trước đó của Oz là hoàn toàn có thể theo dõi bộ phim này. Giờ ta tìm hiểu cốt truyện của bộ phim nhé. 10 năm sau trận chiến của Oz và Dr. Maki, Aang bất ngờ được tái sinh trở lại. Ở bối cảnh năm 2021, King Oz bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở lại sau giấc ngủ dài 800 năm, nuôi tham vọng thống trị thế giới và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng tới nhân loại. Theo chân hắn, 4 kẻ thù cũ của Oz là Uva, Kazari, Mezuru và Gameru cũng được hồi sinh trở lại. Lúc này, tuổi nhân vật chính diện trong Oz phải thành lập đội quân kháng chiến để ngăn chặn King Oz và đồng bọn. Hiện tại, chỉ còn Date Akira và Goto Shintaro là hai Kamen Rider duy nhất còn lại ở phe chính diện. Bởi được biết, khi quay về giúp mọi người chiến đấu với King Oz, Eiji đã không may tử trận. Xong, Eiji bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Aang giữa chiến trường. Thế nhưng, đây lại không phải là Eiji mà chúng ta từng biết. Chiếm hữu thân xác đã chết của Eiji là một Grid mang tên Goda, kẻ được tập đoàn Kogami tạo ra từ những Koametal nhân tạo mới, kết hợp với dữ liệu từ ham muốn khổng lồ của Eiji. Dù không muốn, nhưng bất đắc dĩ, Aang, Date và Goto bắt buộc phải hợp tác với Goda để cùng nhau chống lại King Oz. Nhìn chung thì đó là cốt truyện cơ bản của Oz Jushunen, Koametal tái sinh. Cá nhân mình đánh giá đây là một cách triển khai kịch bản không mới mẻ, thậm chí còn có phần gượng ép. Bởi ngay từ thời điểm bắt đầu bộ phim, khán giả đã bị ép phải chấp nhận thông tin về sự tái xuất của King Oz, sự hồi sinh của Aang và cái chết của Hino Eiji, nhân vật vốn là tâm điểm chính của cả bộ phim, chỉ thông qua vài lời kể và những phân đoạn hồi tưởng. Ý tưởng và lời giới thiệu từ nhà sản xuất mang đậm chất fan service, nhưng thành phẩm làm ra lại không được như mong đợi. Đây là cách setup bối cảnh có phần rất gượng ép và gây ức chế. TV series của Oz kết thúc đã để lại nhiều tiếc nuối dành cho khán giả về việc Aang hy sinh. Sau 10 năm, thứ khán giả mong chờ chính là hành trình làm cách nào mà Eiji hồi sinh lại Aang, cũng như sự đoàn viên của hai người. Thì cái mà bộ phim đáp thẳng vào mặt khán giả lại là cái chết của Eiji và nguyên do hồi sinh khá mập mờ, gượng ép của Aang. Điều này không phải là quá trớ trêu hay sao? Phim vẫn có cài cắm plot twist và cũng không khó đoán khi đó chính là sự phản bội của Goda. Với một kẻ cấu thành từ ham muốn và lòng tham, thì việc hắn muốn độc chiếm sức mạnh sau khi hạ cục King Oz là điều không quá khó để dự đoán phải không? Nhìn chung, kịch bản phim phân ra làm hai giai đoạn rõ rệt, đối phó với King Oz và đối phó với Goda. Phim cũng có cố gắng cài cắm một vài tình tiết đắt giá, hình ảnh đặc trưng liên hệ trực tiếp với phần TV series của năm 2010. Song, hiệu quả mà nó để lại không quá lớn, không khơi gợi lại được quá nhiều cảm xúc. Thêm một điều mà phim làm không tới, đó là việc đưa form mới của Birth là Birth X vào, nhưng chỉ dùng để làm bao cát. Điều này khiến mình có cảm giác form này làm ra chỉ để bán thêm đồ chơi mới thôi vậy, chứ cũng chẳng phục vụ mục đích gì quá cụ thể. Vì dù Oz Jushunen, Koametal tái sinh, hay phần phim sự khai sinh của Birth X, thì form này đều có màn thể hiện mờ nhạt, đáng quên. Thay vào đó, thứ cần đầu tư hơn là phục trang thì lại bị phía nhà sản xuất ngó lơ. Sau 10 năm sử dụng, những bộ phục trang của Kamen Rider Oz và Birth vốn đã xuống cấp, sờn rách, móc méo và chóc sơn. Song, thay vì làm những bộ phục trang mới,
hoặc chí ít là tân trang lại đồ cũ sao cho thẩm mỹ, sạch sẽ hơn. Phía sản xuất đưa luôn những bộ trang phục đã hư hại lên phim. Theo mình đánh giá thì đây là hành động rất hời hợt, cầu thả, thiếu tâm huyết dành cho bộ phim. Vậy chốt lại vấn đề, cốt truyện của phim khá cơ bản, dập khuôn. Bối cảnh phim được set up gượng ép, bắt khán giả phải làm quen với những tình tiết mới trong phim mà không có sự dẫn dắt mượt mà. Plot twist trong phim thì dễ đoán, không tạo được cao trào cần thiết. Và sau cùng, tuy có sự đầu tư về dàn nhân vật, nhưng đầu tư về mặt nội dung lại rất hời hợt, cầu thả. Tổng kết thì nội dung phim nếu như đặt vào 10 năm trước để làm phần phim mở rộng ở hậu truyện thì sẽ rất phù hợp. Song, nó lại không hề phù hợp với một phần phim tri ân 10 năm, nơi mà lẽ ra nên tri ân ngợi nhớ và quẩy thật hoành tráng, sặc mùi fan service. Nếu có thể so sánh, bọn mình đánh giá cao các phần phim 10 năm của bên Super Sentai hơn, mặc dù các phần phim 10 năm của Sentai cũng không quá là xuất sắc. Có thể nói, phim sẽ không quá tệ nếu như biết đặt đúng chỗ. Tiếp đến về phần nhân vật, mình sẽ nhận xét trước về King Oz và Golda. Với King Oz, nhân vật được giải thích đơn giản trong Net Movie ở sau sự kiện 800 năm trước, sau khi đã xuyên không và vô tình gặp phải số Cormedo của Maki tại thời điểm tập cuối cùng của series. Hắn đã xuyên không tới thời điểm 10 năm sau. King Oz trong phần phim này là kẻ phản diện một chiều, chỉ thiên về sức mạnh áp đảo, chứ không được khai thác sâu vào sự xấu xa cũng như dã tâm của hắn. Tạo hình của King Oz trong lần trở lại này cũng không đẹp, chỉ là Oz Tatoba có chỉnh sửa qua một chút, khoác thêm chiếc long bào lấy từ Great Eiser trong Kamen Rider Ghost. Vào mạch giữa của phim, hắn cũng nhanh chóng bị áp đảo bởi Oz Putotira Combo và nhường đất diễn phản diện lại sang cho Golda. Có thể nói, sự tái xuất này của King Oz đối với mình là khá đáng quên. Thậm chí, hiệu ứng để lại còn không tốt bằng phân đoạn hồi tưởng về King Oz trong TV series của Oz. Một kẻ đáng ra nên là một phản diện chính ấn tượng của phim thì lại nhường chỗ để làm nền cho một kẻ khác. Nhắc đến King Oz thì mình phải dành lời chê cực kỳ lớn cho đám tùy tùng của hắn. Vốn là bốn grid vô cùng hùng mạnh khi xuất hiện trong TV series, gây vô vàn khó dễ cho tuyến chính diện của phim. Nhưng khi trở lại trong Oz Shunen, Uva, Kazari, Mizuru và Kameru chỉ là những tên tùy tùng sáo rỗng, mờ nhạt và nhanh chóng bị King Oz hấp thụ để gia tăng sức mạnh. Điều này thực sự vô cùng đáng tiếc, không chỉ bởi việc bốn người họ có quá nhiều tiềm năng và chiều sâu để tiếp tục khai thác, mà còn ở sự lãng phí khi đoàn làm phim đã mời được đủ bốn diễn viên từng hóa thân quay trở lại góp mặt mà lại không cho họ đất diễn đủ nhiều. Về phần nhân vật Golda, như đã nói ở trên, hắn được cấu thành từ ba medal mới do tập đoàn Kogami sáng chế, kết hợp cùng dữ liệu từ tham vọng khổng lồ của Eiji. Hắn chiếm hữu thân xác đã chết của Eiji, mang theo cả ký ức và ham muốn mà Eiji để lại. Xét trên cương vị là một kẻ phản diện thì Golda dừng ở mức trung bình khá. Hắn có sự mưu mô, tàn bạo và quyết liệt của một kẻ mang nhiều tham vọng và dã tâm. Song, nếu là một fan của nhân vật Hino Eiji thì Golda như một cái gai lờn vợt trước mắt khán giả. Bởi xét trên kỳ vọng của khán giả khi mong chờ được thấy nhân vật yêu thích của mình trở lại sau một thời gian dài, thì Hino Eiji lại có vô cùng ít đất diễn trong phim. Những gì khán giả được thấy gần như xuyên suốt cả bộ phim chỉ là Golda trong thân xác của Eiji đang làm nhảm với những dã tâm và tham vọng của hắn. Thật khôi hài khi mà nhân vật chủ đề của cả bộ phim lại xuất hiện mờ nhạt và ít ỏi trong chính tập phim kỷ niệm của mình. Không biết các bạn cảm thấy sao về điều này, nhưng cá nhân mình nghĩ sự tri ân trong ngoặc kép này của phía nhà sản xuất sẽ khiến các fan ruột của Oz vô cùng đau lòng đấy. Về phần Eiji và Ankh, ưu điểm của phần phim này là một lần nữa khẳng định trọn vẹn khả năng diễn xuất của Shu Watanabe và Mira Ryunosuke. Ở Shu Watanabe thì là khả năng hòa thân thành ba nhân vật có tính cách và nét biểu cảm khác nhau. Việc anh chuyển trạng thái giữa ba nhân vật cũng khá mượt mà. Nhân vật Golda được hòa thân tương đối thuyết phục chỉ thông qua ánh mắt, biểu cảm và chuyển động cơ thể của Shu Watanabe. Còn với Mira Ryunosuke, những cảm xúc khi Aang đón nhận cái chết của Hino Eiji đã được thể hiện vô cùng trọn vẹn, cảm động, chạm tới được trái tim của khán giả. Một cái kết buồn, ly biệt âm dương dường như là điều luôn phải có ở Oz. Khán giả tiếp tục phải nhìn cặp đôi Eiji và Aang không thể đoàn tụ. Khi lần này Aang được hồi sinh trở lại thì người ra đi lại là Eiji. Có thể nói cái kết mà Oz Shunen đem lại như một lần nữa sắt thêm muối vào nỗi đau âm ỉ của những khán giả là yêu thích Kamen Rider Oz. Xong, có hai chi tiết xoay quanh cái chết của Hino Eiji ở cuối tập phim này làm mình cảm thấy không vừa ý một chút nào. Thứ nhất là việc Eiji chết nhưng vẫn mở mắt. Thường những người chết mở mắt là khi họ chết oan, khi tâm nguyện của họ chưa được hoàn thiện và họ không cam tâm với cái chết của mình.
ở Ojushunen. Thậm chí Eiji khẳng định tâm nguyện của anh đã hoàn thiện khi Ark được hồi sinh. Anh cũng được thấy cô bé mà anh xả thân mình để che chở trước kinh Oz bình an vô sự. Vậy thì cái chết không nhắm mắt của Eiji ở đây mang ý nghĩa gì? Thứ hai, trong TV series, Eiji từng nói anh có một ham muốn khổng lồ, đó là khả năng để giang tay cứu giúp nhiều người nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với khát vọng sống và cống hiến của Eiji phải vô cùng lớn. Đúng vậy, tâm nguyện của Eiji không chỉ đơn thuần chỉ nằm ở việc muốn hồi sinh Ark hay cứu giúp một bé gái. Tâm nguyện của anh là được sống, được đi nhiều nơi và giúp nhiều người nhất có thể. Vậy lý do vì sao mà Eiji lại dễ dàng buông tay và hài lòng với kết cục của mình như vậy? Có thể sự hy sinh của Eiji ở cuối Ojushunen là một cái gì đó mà phía nhà sản xuất nghĩ đó là một chi tiết đắt giá. Nhưng đối với mình, cái chết này không những gượng ép, không cần thiết mà nó còn làm ảnh hưởng nhiều tới giá trị của nhân vật Hino Eiji và tới cách mà khán giả nhìn nhận về nhân vật này. Một người hoàn toàn có một cơ hội sống lại từ bỏ theo một cách không thể nào khó hiểu hơn. Hơn nữa, cái kết này còn tạo nên sự mâu thuẫn với những tình tiết diễn ra trong Kamen Rider, Kamen Rider Forze and Oz, Movie World Mega Max và Kamen Rider Heisei Generations Final, Build and Exit with Legend Riders. Để tổng kết về phần nhân vật, nhìn chung, nếu phim bỏ đi nhân vật Goda, tập trung vào khai thác cách Eiji hồi sinh Ark, về sự đoàn viên giữa Ark với tuyến chính diện trong phim, phần thêm đất diễn cho 4 grid tái xuất và tập trung khai thác sâu hơn về King Oz, biến hắn thành kẻ phản diện trung tâm của cả bộ phim, thì có thể Ojushunen đã trở thành một bộ phim khá khẩm và đầy tính fan service hơn. Về phần âm nhạc, phim vẫn sử dụng lại các bản theme song và background music từ phần TV series. Chúng vẫn hoàn thành khá tốt vai trò của mình. Song, vấn đề lớn nhất ở phần âm nhạc nằm ở bài Anything Goes Ojushunen Mix, là sự kết hợp giữa bài Anything Goes gốc và bản Anything Goes Acoustic đều do Maki Oguro thể hiện. Thực chất, nhà sản xuất chỉ ghép nối tiếp hai bài hát vào với nhau và tự tin gọi đó là một bản mix, nghe thật là nực cười. Thêm vào đó, bài hát này phát vào cuối phim, ngay sau phân cảnh Eiji chết. Nhưng sau bản acoustic chậm rãi, sâu lắng lại tới thẳng bản gốc sập sình kèn trống, thực sự không hợp mút một tẹo nào. Và các bạn tin mình đi, Toei mà tuyển đội kèn đám ma của Việt Nam thổi bài Anything Goes thì có khi nó còn cảm xúc hơn nhiều. Xét ở khoản hành động, các phân cảnh chiến đấu trong Ojushunen chỉ dừng ở mức trung bình, chỉ đạo võ thuật không quá xuất sắc, không có nhiều động tác máy táo bạo. Về phần kỹ xảo, phần hiệu ứng ra đòn của các nhân vật tương đối tốt, đặc biệt là bộ hiệu ứng chiến đấu của Kamen Rider Oz Tajadoru Eternity rất hào nhoáng, đẹp mắt và hoành tráng. Song, một vấn đề cố hữu vẫn tồn tại, đó là lỗi kỳ phong xanh. Phim có rất nhiều những cảnh kỳ phong lỗi, lem nhem. Và lại là câu hỏi cũ, sao Toei làm tốt phần kỹ xảo, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, nhưng kỳ phong thì lại tệ đến thế? Và Toei lấy đâu ra sự tự tin để đem một tập phim xử lý phong xanh tệ hại như vậy đem đi chiếu rạp và bán Blu-ray vậy? Sau cùng, mình điểm mặt một số chi tiết mà mình cho là lỗ hổng trong bộ phim. Thứ nhất, lý do vì sao mà trong phim tồn tại hai Oz Driver. Theo như trong TV series, Oz Driver khi xưa vốn từng được phong ấn cùng với King Oz và sau đó được trao cho Hino Eiji sử dụng để biến thân thành Oz. Nhưng ở tập phim này, cả King Oz và Eiji đều có Oz Driver để henshin. Chi tiết này chưa được nhà sản xuất giải thích cụ thể. Về nguồn gốc của King Oz, được giải thích là do King Oz xuyên không và vô tình gặp số medal của Maki trong thời không. Cách giải thích này đơn giản mà cũng hợp lý. Sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không chọi với tình tiết xảy ra tại movie Taisen Megamax. Trong movie Taisen Megamax, số core medal của Maki đã xuyên không tới 30 năm sau và đi vào người của Minato Miharu, Kamen Rider Poseidon. Và sau đó, khi Poseidon về quá khứ đã bị Ark lấy lại và đưa cho Eiji vào thời điểm đó. Khi chiến đấu với King Oz, sau khi rút lui về tập đoàn Kogami lấy Burst Existence, tại sao Goto phải cầm theo luôn cả Burst Driver mà không để lại cho Date sử dụng để tiếp tục chiến đấu và câu giờ? Sau đó tới mạch cuối phim, Goto trở lại đem theo luôn cả Burst Driver và Burst X Driver. Tình tiết này thật sự là vô lý. Tương quan sức mạnh giữa các nhân vật trong phim cũng được thể hiện không tốt. Mình thắc mắc vì sao Putotira Combo có thể hạ cục King Oz dễ dàng như vậy khi King Oz vốn dĩ đã rất mạnh, còn hấp thụ thêm cả 4 tên Grid tùy tùng vào cơ thể. Và tại sao Burst X lại bị Goda outing thảm hại tới mức như vậy khi vốn Goda và Burst X thời điểm đó đều được cấu thành từ sức mạnh của cả Core và Cell Metal? Nếu như Burst X nâng cấp lên mà vẫn ăn hành đều như Burst thường thì việc nâng cấp đó có ý nghĩa gì?
Sau cùng, khi Goda bị hủy diệt, tại sao chỉ có một vụ nổ mà không tan ra thành Cell Metal, cũng như không có cảnh Core Metal của hắn bị vỡ nát như các grid khác khi bị tiêu diệt? Vậy, trên đây là tất cả những đánh giá, phê bình của nhóm chúng mình về Kamen Rider Oz Jushunen Core Metal tái sinh. Để tổng kết lại, bộ phim là sự tổng hòa của rất nhiều những thứ tệ hại và hời hợt. Cốt truyện thì đơn giản, plot twist dễ đoán, tri ân nửa vời, phản diện một màu, phục trang cầu thả, âm nhạc thiếu đầu tư, kỳ phong lem nhem, nhiều lỗ hổng bất thường. Có lẽ thứ duy nhất có thể khen được trong bộ phim này chỉ là diễn xuất của dàn nhân vật tái xuất trong phim và kỹ xảo trong những pha ra đòn của nhân vật mà thôi. Các fan đã kỳ vọng rất nhiều ở tập phim kỷ niệm này, để rồi sau cùng không những kỳ vọng không được đáp ứng, nhận lại một tập phim dở tệ, cầu thả, mà còn phải nhận thêm những nỗi đau chí mạng từ sự mất mát của những nhân vật được yêu thích. Vậy là những người đã xem Oz Jushunen, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới để cho chúng mình được biết nhé. Mong rằng trong tương lai, tôi sẽ cẩn thận, chỉn chu hơn ở những sản phẩm cột mát tri ân để tránh gây mất lòng cho fan. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! アンネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー、俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。